sản xuất smartphone trang bị camera siêu khủng. Điều này vừa được chứng thực bởi đoạn video do chính Phó chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing chia sẻ, hé lộ quy trình sản xuất hàng loạt sản phẩm này đã bắt đầu. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy thiết kế camera 4 ống kính với 3 chiếc xếp theo chiều dọc và ống kính thứ tư được đặt phía bên phải. Dựa vào những hình ảnh này, chiếc Redmi này không dùng camera kiểu pop-up. Điều này cho thấy smartphone này sẽ có thiết kế màn hình hình giọt nước để lắp đặt camera selfie mặt trước. Weibing cũng cho biết Smartphone Redmi với camera 64MP đã được sản xuất hàng loạt khoảng nửa tháng trước, nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về nó. Hiện tại, những mẫu cao cấp của Xiaomi đều được trang bị camera với độ phân giải lên tới 48MP bằng công nghệ từ Sony, nhưng Xiaomi cho biết họ sẽ chuyển sang hợp tác với Samsung trên dòng điện thoại Redmi có camera với độ phân giải kỷ lục 64MP.